Vâng thưa quý vị, dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay được nghỉ tới 3 ngày nên rất đông du khách đã lựa chọn tour du lịch đảo Lý Sơn để tham quan trải nghiệm. Dự đoán được nhu cầu này nên trong những ngày qua, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên đảo đã tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ để đón du khách dịp lễ 2 tháng 9. Nhiều nhà nghỉ khách sạn cũng đã thông báo hết phòng phục vụ du khách. Các cơ sở dịch vụ lưu trú phục vụ khách du lịch trên đảo Lý Sơn đã cơ bản hoàn tất việc chuẩn bị phòng ở và các dịch vụ đi kèm để phục vụ du khách ra đảo tham quan dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Nhiều nhà nghỉ khách sạn đã chủ động nâng cấp phòng ở, các tiện nghi chất lượng và cam kết không tăng giá phòng ở để phục vụ du khách. Theo nhiều nhà nghỉ khách sạn trên đảo, thì đến thời điểm này, lượng du khách ra đảo Lý Sơn tham quan dịp lễ đặt tour, đăng ký phòng ở rất đông, nên nhiều nơi đã cháy phòng. Ngày 20 tháng 9 thì tới giờ này là đạt hết phòng rồi. Phòng ốc thì cũng chuẩn bị để đón khách ngày 20 tháng 9 là ok. Giá quê thì vẫn bình thường chứ không có tăng giá mấy ngày lễ. Chất lượng du khách ra đảo tham quan ngày càng đông, nhất là trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn cũng đã chỉ đạo kiểm soát chặt 3 vấn đề chính để phục vụ tốt nhu cầu của du khách. Đó là đảm bảo phương tiện vận tải đường thủy, đường bộ an toàn, chất lượng trong suốt quá trình vận chuyển hành khách ra vào đảo, siết chặt khâu vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát vấn đề giá cả dịch vụ trên đảo. Chú trọng không để xảy ra tình trạng nâng khống giá dịch vụ để chặt chém du khách trong dịp lễ mùng 2 tháng 9. Quán triệt cho các cơ sở lưu trú, các dịch vụ trên địa bàn huyện đảm bảo trong cái việc mà nhất là cái chỗ ăn uống, đảm bảo hợp vệ sinh môi trường, hợp vệ sinh. Thứ hai là trong cái việc mà lưu trú của du khách khi đến Lý Sơn không được tăng giá cho các cái dịch vụ. Và ngoài ra thì các cái dịch vụ khác thì huyện cũng yêu cầu để làm tốt cái công tác an toàn trong cái dịp lễ mùng 2 tháng 9. Và cái quan trọng nhất đối với huyện là trong cái việc mà giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn huyện và cái quản lý chặt chẽ cái giá cả các cái dịch vụ trên địa bàn và nhất là trong cái cách ứng xử trong cái việc mà ứng xử của người dân trong cái làm dịch vụ đối với du khách khi ra Lý Sơn. Dự báo dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay sẽ có khoảng 5.000 du khách lựa chọn Lý Sơn làm điểm đến tham quan du lịch. Toàn huyện có 101 cơ sở dịch vụ lưu trú đang hoạt động, trong đó có 6 khách sạn, 47 nhà nghỉ, 1 nhà trọ, 56 hộ gia đình kinh doanh mô hình du lịch homestay. Với tổng số 656 phòng, có thể cùng lúc tiếp nhận trên 2.500 khách, nên cơ bản đảm bảo phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay.